Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Lê Hương nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì em Hương lại tiếp tục báo giá với trên 180 đầu xe đang được sẵn bán bên em các bác nhé. Xe em Hương về cho bà con nhà mình đi Tết này, tránh mưa tránh nắng chỉ vài chục triệu thôi là bà con đã có xe đi rồi. Bác nào đang quan tâm mà cần tìm cho mình một mẫu xe gia đình chạy dịch vụ thì có thể alo trực tiếp cho em các bác nhé. Alo cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em tư vấn và hỗ trợ cho các bác nhà mình những mẫu xe mới về bên em. Tầm tài chính vài chục triệu là mình đã có thể mua xe ô tô rồi. Thật sự rất là rét 11, 12 độ như thế này mà cho con vợ con đi xe thì rất là lạnh các bác nhé. Em chào anh trai Hoàng Thắng này. Ngày hôm nay thì em Hương lại chốt thêm 3 chiếc xe nữa. Đêm hồi hôm qua, sáng ngày hôm nay 1 giờ sáng chốt thêm một chiếc xe Innova 2008 tự động này. Sáng nay lại chốt thêm Innova 2014 số sàn. Chốt thêm một chiếc xe nữa đến từ thương hiệu Cruy. Chevrolet Cruy màu vàng gold cũng lại chốt rồi. Từ sáng đến giờ là chốt 5-6 xe rồi các bác nhé. Có chút không khí Tết rồi các bác ơi. Bác nào đang quan tâm và cần tìm mẫu xe nào có thể alo trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790 các bác nhé. Ấm thế em Hương ơi, lạnh lắm anh ơi. 11 độ Hải Dương lạnh lắm ạ. Các bác nhà mình vào tham gia livestream thì giúp em những lượt like, những lượt tim cũng như là những lượt chia sẻ mới nhé. Chúc em buổi trưa nhiều niềm vui và sức khỏe. Cảm ơn Gia Dương Kết nhé. Chúc anh và gia đình có một kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Năm hết Tết đến rồi. Chúc các bác nhà mình công việc thuận lợi này. Có đi làm xa thì cũng nhanh chóng là về với gia đình các bác nhé. Chào anh Giai Nguyễn Quang Sáu này. Tết lại có bánh trưng nhân thịt rồi. Cứ mua lá trước đã anh ơi. Cứ mua được lá là ok rồi. Sáng nay thì lại thêm một chiếc xe Cruy này. Một chiếc xe Innova số sàn 2014 này. Innova tự động 2008 cũng bán rồi. Và đang chốt thêm chip, đang xem xe thêm Captiva và Cruy 23 nhé. Rất mong rằng các bác sẽ ủng hộ em Hương ạ. Em chào anh Giai Quang 6 nhé. Anh Quang 6 ơi, chia sẻ giúp em lên các trang cá nhân và hội nhóm được không nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Các bác nhà mình chỉ cần ủng hộ em bằng những lượt like, những lượt tim, những lượt chia sẻ mới thôi. Em sẽ đi báo giá cho các bác nhà mình nhiều mẫu xe mới về nhé. Thật sự rất là lạnh luôn. Chào chị gái Phạm Thoan nhé. Em Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá luôn các bác này. Ui, có thấy không ạ? Đấy. Thời tiết này mà đi xe máy thì thôi. Rất là lạnh luôn. Các bác ơi, cố lên. 155 triệu là có ô tô tự động đi. 63 triệu là có ô tô số sàn đi. Chỉ cần các bác nhà mình ủng hộ em bằng những lượt chia sẻ. Còn nếu mua xe, chất lượng giá cả cứ để em Hương lo các bác nhé. Rất là nhiều mẫu xe mới các bác này. Chào chị bác Dương Đào các bác ơi, giúp em bằng những lượt chia sẻ mới nào. Đẩy tim đẩy nai lên cho em nhé. Ngày hôm nay em sẽ ra bên ngoài với những dòng xe mẫu mã mới về, đa dạng về form dáng kiểu cách này. Màu đỏ đầu tiên các bác nha. Một chiếc xe M3 2017 em đang chào bán với giá ngày hôm nay là 535 triệu. Nhiều xe đẹp thế xong ơi. Cảm ơn bác Phạm Thoán nhé. Bác ơi chia sẻ cho em lên các trang cá nhân và hội nhóm nhé. Một chiếc xe Mazda 3 2017 lên đèn pha bi cầu, số tự động đẹp, bản Philip và em đang bán với giá ngày hôm nay là 535 triệu. Nhưng giá này là giá liêm yết thôi. Còn khi mà vào việc các bác nhá, thu hồi vốn về quê ăn Tết, em để cho các bác nhà mình giá cực kỳ hợp lý luôn. Xe đa tô em tạm hết anh Nguyễn An Bình ơi, xe đa tô tạm hết rồi, hầu như là giờ là dừng xe đa tô rồi. Không còn chiếc nào đẹp để mà mua cơ anh ạ. Các bác nhà mình ơi, giúp em bằng những lượt chia sẻ mới nào. Cruy 2011 màu vàng cát dừng giao dịch, Innova 2008 số tự động dừng giao dịch, Innova 2014 cũng dừng giao dịch. Rất là nhiều mẫu xe mới nhé. Các bác giúp em bằng những lượt chia sẻ mới này. Ở đây em có một chiếc xe Mazda 3 đời 2017 này, số tự động. Em này là bản Philip nhé. Có phanh tay điện tử, hai chế độ lái thường và chế độ lái Sport này. 535 triệu là giá chào bán ngày hôm nay. Nhưng bây giờ trong buổi báo giá ngày hôm nay, thu hồi vốn các bác ơi, thu hồi vốn. Nên là giá nào cũng bán, các bác inbox cho em để được mua xe với giá đẹp nhé. 535 triệu bao hồ sơ và bên ngoài vẫn còn cắt xả lỗ lên, các bác yên tâm về chất lượng cũng như giá cả nhé. Bao Tết hãng toàn quốc này, số tự động đẹp, phím mở một trạm thông minh, phanh tay điện tử đầy đủ rồi. Có chào ông Lê Công Tuyên này, chào anh Hiếu Chiến này, chào anh Sơn Phạm này. Có Mazda 2017 nhé. Số tự động đẹp, bản phanh tay điện tử và hai chế độ lái. Ngày hôm nay còn về thêm một chiếc xe Chevrolet Cruy bản NTZ nhé. Cruy số tự động đời 2013 em đang chào bán với giá là 305 triệu. Có Chevrolet Cruy biển 14 Quảng Ninh này, là răng đúc 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn. Có Chevrolet Cruy 2013 các bác nhé. Số tự động đẹp, điều hòa auto,
có đầy đủ cho em như là màn hình Android này, cam lùi, cam hành trình, trần nỉ zin, ghế da cao cấp nhá. Cờ đuôi 2013 305 triệu và còn bao hồ sơ, còn bớt lọc Tết cho các bác nhà mình. Làm một cuộc tất liên mua xe mới đây ạ. Chevrolet cờ đuôi bản NTZ số tự động đây, 305 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Và bên đây thì em còn có thêm một chiếc xe nữa đến từ thương hiệu La City nhá, nhưng mà chỉ có tầm nhô 2 đồng thôi. Chào em Hương xinh đẹp, em cảm ơn anh Hoàng Hà này. Chào bác Hoài Trương, chào bác Xuân Hoàn. Các anh trai nhà mình ơi, tham gia buổi báo giá trực tiếp giúp em bằng những lời chia sẻ nào. Đẩy view lên giúp em nào. Để bà con cô bác nào có muốn mua xe cắt nỗ, muốn mua xe đi gia đình, em có thể phục vụ bà con nhà mình trên toàn quốc nhé. Một chiếc xe La City em đang chào bán với giá là 220 triệu, biển thủ đô Hà Nội, một chủ sử dụng nhé. Nếu như tầm 220 triệu, bình thường chỉ mua được phân khúc cỡ A như là Morning và i10 thôi, cụt đầu thôi. Nhưng ngày hôm nay nữa, phân khúc cỡ xe đẹp số sàn 1.6 lipo cảm biến va chạm, la răng đúc, một dàn lốp dày cũng chỉ có giá là 220 triệu thôi. Quan trọng 220 triệu còn bớt và bao hồ sơ, nội thất đẹp, trần nỉ zin, vô lăng đẹp, luôn tối khí an toàn, đèn pha. Em này óc đồ chạy được 13 vạn, tức là 1 năm chỉ cũng chỉ đi hơn 1 vạn thôi. La City SE số sàn bản nhập đời 2009, biển thủ đô Hà Nội, một chủ tư nhân sử dụng từ đầu. Và em đang bán là 220 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Bác nào quan tâm về chiếc xe sedan 2 đầu nhưng giá chỉ có 2 đồng hơn một chút thôi thì để lại số điện thoại em tư vấn này. Bên đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Hyundai, Hyundai Accent nước sơn màu đen đẹp. Em này là bản nhập nhé. Accent thì em có rất là nhiều, từ số sàn cho đến số tự động, đời cao, đời thấp, đời trung bình em đều có luôn. Hyundai Accent đời 2014 bản nhập khẩu, nguyên chiếc máy 1.4, lên đèn pha bi cầu, có giải đèn nét rồi. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em nhé, nước sơn màu đen đẹp này. Em này đăng kiểm còn dài quá nhé, đăng kiểm còn hơn 1 năm nữa cơ. Màn hình Android giải trí, trần nỉ zin, ghế da cao cấp này, 338 triệu có Hyundai Accent số sàn bản nhập, ghế da cao cấp đây. Táp ni, táp lô, keo chỉ zin nguyên bản này. Accent là một trong những dòng xe không chỉ tiết kiệm nhiên liệu đâu, mà máy số thân vỏ đều đẹp luôn các bác nhé. Không mất giá, mất mốt, mất dáng này. Có Hyundai Accent 2014 nhé. Số sàn ạ, số sàn có Accent này. Còn bác nào quan tâm về bán tải thì ngày hôm nay em về thêm một chiếc bán tải BT50 nhé. Bata BT50 đời 2018 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2019. Em này thì có thùng thấp rồi. Tất cả lẹp chân kính, đèn pha, đèn hậu, ốp mạ chrome. Phía sau xe có 4 mắt cảm biến va chạm. Mazda BT50 bán tải 1 cầu, máy dầu, số tự động đẹp 2018 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2019 các bác nhé. Em đang bán với giá là 558 triệu cho chiếc xe bán tải Mazda BT50. Điều hòa auto trên vô lăng, tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng rồi. Trần da 6D, ghế da cao cấp, zin đét toàn xe, có bán tải BT50 2018 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2019 nhé. Số tự động đẹp. Chào anh Nguyễn Tiến, chào anh Xuân Phùng, chào anh Lực Thái Đăng. Các bác đây, địa chỉ bên em này, ngay cái bùng binh. Đấy, bên kia đường có một chiếc ô tô màu vàng ghi rằng ở đây bán ô tô. Địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác đến xem xe, toàn đường to dễ đi thôi. Ngay cạnh trường Đại học Hải Dương các bác nhé. Vào đây xem xe em còn full bình cho các bác này. Mua xe máy xăng tặng bình xăng đầy, mua xe máy dầu tặng bình dầu đầy các bác nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ nào. Anh Tộc Trung ơi, giúp em bằng những lần chia sẻ mới nào. Đẩy tim đẩy nai lên cho em anh nhé. Cờ đuôi form dáng cực kỳ đẹp luôn mà giá chỉ có 305 triệu thôi. Tháng này nếu mà nói về cờ đuôi phải bán trên 50 chiếc cờ đuôi, vừa số sàn vừa số tự động nhé. Rất là dễ đi. Máy số thì đầm vào chất này, có Chevrolet cờ đuôi. Bên cạnh cờ đuôi là một chiếc xe cũng là phân khúc cỡ C, một chiếc xe La City CDX mới về đây. Tầm kinh tế trên 200 các bác quan tâm rất là nhiều. 255 triệu có cho em một chiếc xe La City CDX. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, bản nhập Hàn nguyên chiếc, biển 26, la răng đúc dạng phay, phanh ABS, có cửa sổ trời, cam lùi, cam hành trình. Và điều đặc biệt là chiếc xe CDX này của em là bản đặc biệt, có ga tay tự động và ghế múi nhé. Số tự động đẹp, giá chào bán là 255 triệu cho chiếc xe La City CDX đây. Bản này là bản đặc biệt đã có ga tay và có ghế múi này, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi, sấy sưởi ghế, làm mát ghế.
Nhiều bác cứ nói rằng là Việt Nam thì cần để thấy sưởi ghế, nhưng nếu như thời tiết như 11 độ Hải Dương ngày hôm nay, ngồi lên cái ghế da mà lạnh rất là ngại luôn. Các bác bật sưởi ghế cho em, cực kỳ ấm luôn nhé. Em chào chị gái Đặng Thu Trang này, chào anh Ngô Bá Hùng này. Các bác nhà mình ơi, giúp em bằng những lượt chia sẻ mới nhé, đẩy tim đẩy like lên cho em nào. Chúc em gái buổi trưa thoát được nhiều xe, em cảm ơn chị gái rất là nhiều. Chào bác Hoài Thương, chào bác Tú Trần này. Bên đây thì còn có thêm một chiếc xe đến từ thương hiệu Ford. Ford Fiesta đời 2011, máy 1.6, số tự động đẹp. Dòng xe 5 chỗ ngồi phiên bản hatchback, nhỏ, gọn nhưng không hề bị cụt nhá, thon dài. Nhìn form dáng rất là xinh luôn. Và giá thì chưa tới 300 triệu, 285 triệu có Ford Fiesta đời 2011, biển thủ đô Hà Nội. Phanh ABS xi nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Trước kia các bác ngại mua xe Ford vì sao? Vì sợ không có đồ thay. Nhưng bây giờ quá là đơn giản rồi các bác nhé, không bị hỏng vặt. Mà nếu như có muốn thay sửa thì phụ tùng nó quá là đơn giản rồi các bác ơi. Quá là đơn giản rồi. Xi nhan trên gương đầy đủ cho em nhé. 5 chỗ ngồi Ford Fiesta biển thủ đô Hà Nội đây. Giá chào bán ngày hôm nay là 285 triệu bao hồ sơ. Và em còn bớt nọc cho các bác nhà mình. Chào anh Giai Nguyễn Cao Lãnh, chào anh Nguyễn Nhàn. Em cũng không để ý chị gái ơi, sáng nay đông xe đông khách đến xem xe, em không để ý, đến giờ like là like luôn. Vì đang có khách chuẩn bị còn đến xem xe Captiva nên là em gái like luôn để còn tiếp khách chị nhá. Chúc chị gái buổi trưa chốt được nhiều xe đấy. Cảm ơn Hoàng Hải nhá, chúc Hoàng Hải sang năm mới này. Công việc thuận lợi này, làm ăn được là đại đổi xe nhá. Hoàng Hải nhá, cố gắng mục tiêu năm nay là đổi xe nhá. Đi i10 rồi, tiết kiệm nhiên liệu, chạy thêm khách rồi, nhưng sang năm đổi xe. Nên con Accent hay là bản sedan hai đầu đi, mình có cơ hội cạnh tranh với khách nhiều hơn nữa Hải nhá. Chào bác Cường Nhất này, các bác ơi đẩy view chia sẻ giúp em nhá. Ngày hôm nay em còn về thêm một chiếc xe Hyundai Accent nữa này. Rất là nhiều Accent bản sedan hai đầu đẹp luôn. Accent biển 35 với nước sơn màu đen, đèn pha bi cầu, có dải đèn nét xi nhan trên gương, cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Hyundai Accent bản nhập máy 1.4 đời 2014 em đang bán là 338 triệu. Tức là hiện tại đang có hai chiếc xe Hyundai Accent bản đủ nhập đời 2014 số sàn nhé. Em này thì còn lên cả màn hình Android rồi này, trần nỉ zin này, ghế da đẹp. Bác nào không thích đời 2014 thì giữ máy này, em còn đời 2019 nữa cơ. Giá thì cũng chưa tới 389 triệu thôi. Hôm qua em báo giá lên nhiều bác còn bảo là em ơi sao 2019 mà giá lại rẻ thế, có đâm xô ngập nước gì không? Thì em cũng xin chia sẻ nhé, 389 triệu là em mua xe được vào mùa bóng là sẽ rẻ hơn một chút này. Thứ hai là cũng cận Tết rồi, em muốn là thanh lý bán hết trong năm, xe một chủ tư nhân, máy số zin. Nên bác nào có mua Accent cũng cứ yên tâm nhé, rẻ không phải là bị lỗi đâu, mà đơn giản là em Hương ăn ít đi để các bác nhà mình có xe đi phục vụ bà con nhà mình thôi nhé. Ngày kia anh đến xem xe nhưng tầm cửa tiền chỉ 300 quay đầu, tí quay lại Vios cho anh tham khảo nhé. 300 quay đầu có Vios anh nhé. Có Vios 2013 giá chỉ 275 triệu thôi. Còn cố lên một chút nữa, anh cứ cố lên tầm 350 triệu thì rất là nhiều sự lựa chọn luôn anh nhé. Hoặc cố lên một chút nữa 380 này, 390 này, lên hẳn Accent 2019 luôn. Đã mua thì thôi, đã cố một phát lên. Nhiều xe đẹp quá, cảm ơn bác Hà My nhé. Chia sẻ giúp em nào các bác ơi. Quan tâm mẫu xe nào thì bình luận phía dưới em tư vấn cho các bác nhà mình này. Nếu như bán tải vừa rồi có BT50 thì ở đây còn có một chiếc xe bán tải Coronado nhá, dòng xe Chevrolet, dòng xe Âu Mỹ này, biển 34. Bán tải Coronado em đang bán là 568 triệu đời 2017 nhá. Em này là hai cầu điện, không phải hai cầu dầu đâu, hai cầu điện. Cam 360, option thì full option luôn, cũng là bán tải thùng thấp đây. Và em đang bán là 568 triệu. Màn hình Android khóa cầu V-side, căn chỉnh làn đường, chống lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước. Rất là nhiều option. Bác nào thích bán tải và yêu công nghệ thì alo trực tiếp cho em qua số hotline 0354602790. Em tư vấn các bác nhé. Nhiều mẫu xe đẹp ạ. Nhiều xe đẹp quá em ơi. Em cảm ơn chị gái. Chị gái ơi chia sẻ giúp em nào. Hôm nay còn về một chiếc xe còn siêu đẹp nữa cơ. Các bác biết rằng em Hương đã có một chiếc xe Hyundai Galaxy rồi đúng không ạ? Thể thao hay cánh cửa, ngày hôm nay còn về thêm một chiếc nữa này. Nhìn form dáng xinh luôn, như là cười luôn các bác nhé. Xi nhan trên gương này, cũng là dòng xe thể thao hai cánh cửa các bác nhé. Chất luôn. Đây các bác nhìn này, gương kính thì không có viền nhé. Gương kính không có viền, số tự động đẹp đây. Chiếc xe Galaxy kia độ lên nhiều, con này thì độ ít thôi nhưng cũng xinh lắm luôn các bác này.
hỗ trợ gãy số thể thao, điều hòa auto, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Bác nào thích dòng xe thể thao hai cánh cửa để đi Tết thì alo cho em nhé, rất là nhiều luôn, có cho em đây. Một chiếc xe Hyundai nữa đây, Genesis số tự động nhập Hàn đây ạ, giá chỉ tầm 500 triệu quay đầu thôi. Nhìn cứ tưởng là vài tỷ, hai cánh cửa nhìn rất là thể thao, tưởng là vài tỷ nhưng không nhá, chỉ tầm 500 triệu quay đầu thôi ạ. Cảm ơn chị gái đã chia sẻ cho em ạ. Chào anh Giang Nguyễn Quyền Mobi này. Ở đây có bác nào thích dòng xe i30 không ạ? Vì em thấy dòng này rất là nhiều bác đi mà em đã từng trải nghiệm rồi, đi rất là sướng luôn. i30 thì rất là rộng này, thoải mái này, máy số rất là đầm luôn. i30 biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu bạc. Dòng xe đăng ký 5 chỗ ngồi và nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đây. Phanh ABS chống bó cứng, đèn bi salon. Em i30 màu bạc này là đời 2008 nhé, 289 triệu thôi, chưa tới 300 triệu. Tầm tài chính chưa tới 300 triệu muốn mua xe tự động thì có i30 này. Màn hình Android, điều hòa auto, cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Số tự động có i30 nhé, 289 triệu bao hồ sơ và còn bớt thêm. Một chiếc xe i30 đây, em này là màu bạc đây, 289 triệu. Đằng sau i30 lại có thêm một chiếc xe i30 nữa, lại màu xanh, biển 99 Bắc Linh, cũng lên đèn pha bi cầu cửa lóc rồi. Em này và em kia là cùng đời nhá. Em này là màu xanh thì 208 triệu, à rồi, đời 2008, 295 triệu, cũng dán hết cho em phin cách nhiệt chống ồn rồi này. Cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Ghế da em này thì nhìn chất hơn nhá. Ghế da em này thì nhìn chất hơn một chút này. Em kia là ghế da zin của em này, là bác chủ thích là cho bộ ghế da đẹp hơn rồi. Cửa sổ trời, màn hình Android, cam hành trình, số tự động, điều hòa auto. Em này cũng chỉ có 295 triệu thôi cho một chiếc xe i30 số tự động nhá. Màu xanh 295 triệu có i30 biển 99. Màu bạc 2008 289 triệu có i30 màu bạc. Và bên đây còn có màu đỏ đây, tức là phong thủy màu nào em đều cung cấp cho các bác nhé. Máy số ngon, hợp mệnh, hợp màu, hợp túi tiền luôn các bác này. Chị thích form mặt cười, ok luôn chị ơi, con đấy quá đẹp rồi. Hai cánh cửa mà thể thao hai cánh cửa nhé. Thích màu đỏ thì có thêm một chiếc xe đã đây, i30 đời 20, em này cũng là đời 2009 các bác nhé. Đời 2009 nhưng mà đăng ký lăn bánh lần đầu là 2010. Nước sơn màu đỏ đẹp, bản này là bản tiêu chuẩn nhé. Em này không có cửa lóc này, các bác nhìn chú ý này. Màu đỏ này không có cửa lóc nên giá sẽ hợp lý hơn nhé. 285 triệu cho chiếc xe i30 bản tiêu chuẩn thôi. Hai em kia bản đủ, có cửa sổ trời, điều hòa auto. Em này có điều hòa auto nhưng không có cửa sổ trời, bản tiêu chuẩn. 285 triệu, 209 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2010 các bác nhé. Để đẩy view lên cho em nào các bác ơi. Chào anh Lê Văn Hội này, chào bác anh Đình này. Chị ơi thấy báo Z còn Z dài luôn đấy chị ạ. Báo Z dài luôn đấy. Ở đây em còn có một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao đến từ thương hiệu Kia. Nếu như thị trường em này nó phải rơi vào tầm 530, 540 thì ngày hôm nay một chiếc xe Kia Soruto, à xin lỗi, Sorento, Kia Sorento máy dầu, đèn pha bi cầu, 7 chỗ ngồi gầm cao máy dầu, chỉ với giá 480 triệu ạ. 480 triệu mua được dòng xe của doanh nhân Thành Đạt đây các bác nhé. Màn hình Android, vô lăng tích hợp các phím bấm, nghe gọi có cả khẩu lệnh rồi. Cửa sổ trời full HD, hai làn cửa sổ trời, ghế da bò, màn hình to để hơn cái tivi luôn. Siêu chất luôn mà chỉ có 480 triệu có Kia Sorento này. Phía sau xe cũng có màn hình gối này. Điều đặc biệt dòng xe nhập này, hàng ghế thứ hai cũng có sấy sưởi ghế cho em. Bình thường dòng xe nhập Hàn chỉ có sấy sưởi ghế trước thôi, nhưng em này là hàng xe cấp chất lượng hơn, có cả sấy sưởi ghế phía sau nhé. Cửa sổ trời đây, 7 chỗ ngồi gầm cao, máy dầu, nước sơn màu đen đẹp. Giá chỉ với là bao nhiêu ạ? 480 triệu. Còn bao hồ sơ, còn nộc lá thêm. Cần hỗ trợ vận chuyển giờ nhé, hỗ trợ vận chuyển luôn cho các bác nhà mình, tận sân nhà mình luôn. Ok không ạ? Tận sân nhà mình luôn. Chào anh, chào bác Huỳnh Thị Vân, chào bác Linh Trần. Các bác ơi, đẩy view chia sẻ cho em lên các trang cá nhân và hội nhóm nào. Sáng giờ là chốt 5 xe rồi, khách đến xem xe rất là nhiều các bác nhé. Vừa rồi thì em Hương lên sóng toàn những dẫu xe từ trên 200 triệu đổ lên. Với tầm trên 200 triệu nhiều bác còn chưa đủ tài chính thì tầm 150 quay đầu đúng không ạ? Một mẫu xe với tầm tài chính 150 triệu quay đầu, các bác có xe Mo Linh nhập nhá. Số tự động này, gương kính cụp chỉnh, đề lỗ thông minh,
cam lùi, cam hành trình, màn hình có đầy đủ cho em rồi. Chiếc xe Kia Morning đăng ký 5 chỗ ngồi, số tự động nhé. Khóa khiển từ xa, có cụp chỉnh gương kính nước sơn màu đen đẹp. Đặc biệt là số tự động cực kỳ dễ đi. Chính vì các bác như vậy ơi, một chiếc xe SH so với cái thời tiết 11 độ nó không là cái gì cả. Các bác nhà mình cố lên hoặc là san bằng tỷ số thôi. SH 150 mấy triệu, em có Morning 155 triệu. Ngày hôm nay để cho các bác nhà mình là 150 triệu nếu cần rút hồ sơ. Em vẫn bao hồ sơ nhé. Đề lộ thông minh, số tự động, màn hình kết nối Bluetooth Wi-Fi nghe nhạc giải trí cho em. Ghế da cao cấp sạch sẽ gọn gàng rồi. Mà giá ngày hôm nay chỉ có 155 triệu thôi nhé. Có Kia Morning cảm biến phía sau đầy đủ cho em rồi. Dòng xe dành cho hộ nghèo này. Hộ nghèo lương 3 triệu 5 triệu mua được hết luôn. Tránh rét cho mình. Tết này đi về ông bà nội, ông bà ngoại cốp to đùng để bia, để nước ngọt. Đằng trước có thể chở vợ con mình các bác nhé. Chào anh Thắng Chiến này, Chiến Thắng này. Các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. À, nếu như mà tầm 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có cả Eco Sport đây. Eco Sport với nước sơn màu trắng đẹp, bản Titanium cao cấp nhé. Tư nhân một chủ, máy số zin đét luôn. Bản Titanium cao cấp em đang bán với giá ngày hôm nay là 415 triệu ạ. 415 triệu có Ford Eco Sport này. Màn hình Android giải trí, vô lăng cũng có tích hợp các phím bấm nghe gọi rồi. Điều hòa auto, đề lộ thông minh. Bản Titanium sẽ có cửa sổ trời và hai phím mở một chạm thông minh hai cánh trước này, 8 túi khí an toàn. Máy 1.5, nhiều bác lăn tăn về dòng xe nhiều chấm, nhưng em này máy 1.5 5 chỗ gầm cao cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu vì nó là máy eco nhé. 415 triệu zin đét toàn xe, có cho em một chiếc xe Eco Sport đây. Eco Sport 2015, một chủ tư nhân từ mới này. Các bác ơi đẩy view chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Chào em gái nhà mình có chiếc xe là chân dài tới lách quàng khăn kín, rét lắm anh ơi, 11 độ mà anh này. Anh nhìn này, như bà già đau khổ luôn. Nắng thì đội lón mà rét thì phải quàng khăn, không là không chịu được. 11 độ mà bây giờ đứng ra bên ngoài thì rất là mệt luôn. Anh Triệu Nghiêm ơi, anh đã cân đối chưa anh ơi? Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Ngày hôm nay thì em còn có thêm một chiếc xe Kia Rio đây. Kia Rio dòng xe nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động đẹp, đời 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2017 này. Đèn halogen, đèn gầm là bi cầu, xi nhan trên gương, lốp láp dày. Và chiếc xe Kia Rio nhập Hàn này em đang bán là 408 triệu. 408 triệu có nhớ ga tự động Blue Control. Màn hình Android giải trí to, số tự động nhập Hàn 1.4. À, nam hay nữ, hai vợ chồng trẻ đi đều đẹp cho em nhé. Màu trắng này rất là hợp phong thủy với nhiều mệnh, nhiều màu đây. Có cho em một chiếc xe đến từ thương hiệu Kia đây. Có cho em chiếc xe Kia Rio nhé. Trả góp luôn anh Giai Trương Nguyễn nhé. Cứ từ 300 triệu trở lên trên đời 2015 mà làm góp thoải mái cho em rồi. À, bên đây em còn có một chiếc xe Ford Fiesta đời 2012 đây. Ford Fiesta đời 2012, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng này. Em này cũng là máy 1.6 nhé. Và em đang bán với giá ngày hôm nay là 295 triệu. 2011 là 285, 2012 là 295 triệu nhé. Có Ford Fiesta màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội đây. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, sơn si sạch sẽ, máy số ngon ạ. Chào anh Na Văn Trường này, chào bác Tài Văn Nguyên này, chào bác Mạnh Cường. Các bác nhà mình ơi chia sẻ đẩy view nhiệt tình lên cho em các bác nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ cho các bác nhà mình. Bên đây chốt Gio 350 triệu nhé. Anh Khoa Nguyễn ơi, giá đấy làm sao mà chốt được hả anh? 408 triệu cơ, anh bớt của em 58 triệu làm sao vào việc được ạ? 2016 đăng ký 2017 cơ anh ạ. Không bán giá đấy được đâu ạ. 350 triệu thì anh sang về cho em Accent nhé. Nếu như mà tầm tài chính 350 triệu thì mua Accent là chuẩn bài luôn. Accent đời 2011 nhập Hàn nguyên chiếc, số tự động, biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu trắng đẹp. Máy 1.4 và em đang bán ngày hôm nay là 345 triệu. Anh Khoa Nguyễn ơi, chốt cho em Accent đi. Gio mình chưa đủ tài chính đâu ạ. Nhìn em gái giống cô Ấn Độ rồi. giống bên Hồi giáo anh ạ. Giống bên Hồi giáo rồi, chùm khăn kín mít luôn. Anh Khoa Nguyễn ơi, anh có thể cân đối tài chính mua Accent nhé. Cũng là số tự động đây. Hyundai Accent 2011 là dòng đúc thể thao, phanh ABS chống bó cứng an toàn, nước sơn màu trắng đẹp, xi nhan trên gương, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android giải trí,
phim cách nhiệt chống ồn dán đầy đủ cho em rồi. Gương kính keo chỉ giữ nguyên bản cho em nhé. Đến cả ghế da cũng là ghế da zin luôn. Nếu như 2011 mà chạy nhiều đi nhiều thì ghế da theo sau xe nó tã ngay. Nhưng các bác nhìn này, ghế da theo xe nguyên bản khối của xe nhé. Da nguyên khối còn nguyên, không rách vỡ chút nào. Chỉ hơi nhăn một chút so có 5 tháng có người ngồi lên thôi. 345 triệu bao hồ sơ và còn bớt lọc lá thêm cho các bác nhà mình. Mới về nhé, mới về luôn. Màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, ghế da zin, keo chỉ, gương kính liền đời theo xe cho em ạ. Và chỉ có 345 triệu thôi, nước sơn màu trắng quốc dân. Biển thủ đô Hà Nội đây, biển thủ đô Hà Nội có cho em một chiếc xe Hyundai Accent ạ. Chào anh Giai Văn Khương nhá, anh Khương ơi, chia sẻ giúp em lên các trang cá nhân và hội nhóm nào. Accent 2019, 4 mắt cảm biến va chạm, cam lùi, cam hành trình, màn hình Android, gương kính, keo chỉ, nội thất, tất cả zin nét theo xe cho em. Phải là giữ zin và đi ít như nào mới giữ được zin nguyên bản các bác nhé. Mới giữ được zin nguyên bản ạ, có Hyundai Accent đây. Bên cạnh Hyundai Accent là một dòng xe rất thích hợp cho đi dịch vụ. Đi gia đình đã ok rồi, nhưng mà để cân đối, để được về xăng xe, mức tiêu hao nhiên liệu thì em nó về dịch vụ quá là chuẩn bài luôn này. Một chiếc xe Innova đời 2015, form mới, bản e xịn, máy 2.0 nhé. Innova đời 2015, form mới, số sàn, em đang bán là 418 triệu. 418 triệu, gương kính keo chỉ zin đét, đầu đài màn hình zin luôn, trần lỉ cũng zin luôn, ba hàng điều hòa trên ghế có thể phù hợp cho các bác nhà mình chỉnh nhiệt độ thoải mái này. Ghế da cao cấp, các bác nhìn vô lăng là biết chất lượng xe như nào. Không mòn, không bóng, không rách vỡ vô lăng, ok chưa ạ? Máy 2.0, 8 chỗ ngồi, túi khí an toàn, có 2 túi khí an toàn. Cảm biến có loa chép, loa to bản, keo chỉ còn nguyên zin. Giá ngày hôm nay chỉ với giá là 418 triệu bao gồm phí rút hồ sơ. Và em còn bớt thêm các bác nhé, có Innova. Có Innova 2015 form mới đây. Sáng nay thì về Quảng Ninh một chiếc xe Innova 2014 mới về. Dừng cho anh ra ở Quảng Ninh nhé các bác nhé, dừng giao dịch rồi. Còn đây Innova thì không biết là sau buổi live của em Hương thì em nó sẽ về đâu các bác nhé, sẽ về đâu. Moalink tự động 155 triệu, còn 150 triệu để cho các bác nhà mình. Và bên cạnh Moalink là một chiếc xe Moalink nữa, nếu bác nào thích màu xanh. Kia Moalink đời 2007, 175 triệu. 175 triệu có xe Kia Moalink 2017 đây. Tư nhân 4 số, một chủ sử mới này. Và em đang bán là 175 triệu bản nhập Hàn, số tự động đẹp, có Kia Moalink nhé. Cũng là củ số thẳng bản nhập, có sấy sưởi ghế, ghế da cao cấp, thêm thảm rối rồi. 175 triệu có Kia Moalink ạ. i10 thì em có một chiếc màu đỏ bản tiêu chuẩn 2016, một chiếc màu bạc đời 2015. i10 2016 em đang bán với giá là 229 triệu. Nhập ấn nguyên chiếc, máy 1.0, biển 14 các bác nhé. 229 triệu, tay lắm cửa, lẹp chân kính, ốp mạ chrome rồi. Có cho em xe Hyundai i10 nhập ấn đây. Lên màn hình ghế lỉ zin, trần cũng là trần lỉ luôn các bác nhé. Có cho em một chiếc xe Hyundai i10 đây. Em còn một chiếc 2015 nữa nhưng đang đi công việc chưa về nhé. Xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ, không khoan đục luôn. Còn chiếc màu đỏ này thì có đá qua một chút dịch vụ rồi. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Phạm Đạt Đô ơi, anh Trương Nguyễn ơi, chia sẻ giúp em nhé. Ngày hôm nay thì còn có thêm Hyundai Tucson này. Tucson màu đen thì dừng giao dịch rồi. Em mới về thêm Tucson màu xanh, xanh xám này, biển 30 năm. Hyundai Tucson, dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao, có xi nhan trên gương này, cửa sổ trời toàn cảnh này, phím mở một trạm thông minh. Và em đang bán chiếc xe Tucson máy xăng 2 cầu số tự động này với giá là 455 triệu, máy 2.0, đời 2011 các bác nhé. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh, ghế da cao cấp, điều hòa auto, có đề lỗ thông minh và ghế lái chỉnh điện. Có cho em một chiếc xe Hyundai Tucson 2011, máy 2.0, gầm cao 5 chỗ thì có Hyundai Tucson, có Eco các bác nhé. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ thêm cho các bác nhà mình. Chào anh Giai Long Công Tử này, chào anh Vũ Đình Huy này. Bên cạnh Tucson là một chiếc xe CRV, Honda CRV bản nhập đài nguyên chiếc, số tự động, 7 chỗ ngồi gầm cao, đèn pha bi cầu, biển thủ đô Hà Nội đây. Em đang bán chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao này, đến từ Honda, đến từ đài nhé, nhập đài nguyên chiếc. 385 triệu có dòng xe 7 chỗ ngồi gầm cao ạ.
có cờ đuôi giá rẻ không em? Anh ơi, cờ đuôi có giá rẻ nhá. Em có 214 nhưng chỉ 285 triệu thôi. Màu trắng quốc dân xịn luôn. Có cờ đuôi 2014 zin đét luôn nhá. Form mới, điều hòa auto, gạt mưa tự động. Để đợi em một chút nhá. À, chiếc xe CRV nhập đài này là dòng xe 7 chỗ ngồi gầm cao, ghế da zin, nói chung là em này zin đét theo xe rồi. Đời sâu hơn một chút nhưng mà vẫn giữ nguyên bản luôn. À, 385 triệu có cho em một chiếc xe Chevrolet, có cho em một chiếc xe CRV này. Cờ đuôi thì em đang về thêm một chiếc 2016. Chiếc rẻ nhất là 2011 thì sáng nay phun tiền về Hà Nam rồi, màu vàng cát về Hà Nam rồi. Còn em đang về thêm đời 2014 nhưng cũng chỉ có 285 triệu thôi. Anh Mạnh Cường ơi, để lại số điện thoại và xem buổi báo giá này, em tư vấn cho anh về dòng xe phân khúc cỡ xe nhé. Đầm chắc như là Camry luôn. Cờ đuôi 1.6 ạ. Ở đây em có cờ đuôi biển 18 với lớp sơn màu trắng đẹp này. Bên ngoài thì với những cái hình dán đẹp rồi. Cờ đuôi 2010 à. Em này là 2016 form mới. 2013 đã lên form mới rồi thì 2016 tất nhiên cũng là form mới rồi. Máy số zin, điều hòa tự động, gạt mưa tự động. Và em có cho em con này là 330 triệu. 330 triệu đời 2016 nhá. Đời 2016 có Chevrolet cờ đuôi đầm và chắc như là Camry luôn. Anh Nguyễn Mạnh Cường, anh Mạnh Cường ơi, để lại số điện thoại em tư vấn thêm cho anh nhá. Có cờ đuôi này. Bên cạnh đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota Innova, một chiếc xe Vios. Vios bản G xịn đời 20. Em này là đời 2015, bản G có điều hòa auto, đèn pha bi cầu, biển 19 nhé. Biển 19 này, em đang bán chiếc xe Toyota Vios tự động này với giá là 415 triệu, máy 1.5. Nội ngoại thất đều đẹp, xin nhan trên gương. 1.5 bản G xịn có Toyota Vios cho em. Keo chỉ zin, máy số zin, tất cả zin đét là đẹp luôn. Đấy, có Toyota Vios bản G đây. Nhiều bác thích bản G thì ngày hôm nay có Vios bản G đây ạ. 415 triệu bao hồ sơ. Chiếc xe bản nhập này 2012 này thì em có khách cọc rồi. À, mùng mấy này, mấy hôm nữa là đẹp ngày là giao xe thôi. Em mới về thêm 2011 đấy các bác nhé. Đừng quên Accent 2011 nhé. Bên cạnh Accent 2011 bản nhập số tự động thì em có một đôi Accent số sàn. Xe thì đời cao nhưng em hương giá cận Tết rồi nên em để giá hợp lý cho nhanh chuyến này. Nhiều bác cứ lo lắng là làm sao lại giá lại rẻ thế. Thì em tư vấn luôn nhé. Máy số zin, một chủ sử dụng, Accent 2019 em đang bán là 389 triệu. So với thị trường rẻ hơn 15-20 triệu không có nghĩa là xe đâm xô ngập nước các bác nhé. Em bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Vì sao em không để rẻ? Vì còn có mấy ngày nữa thôi, mười mấy ngày nữa là Tết rồi. Em cũng muốn là chỉ gọi là ăn một vài triệu là cho lên đường thôi. Các bác lại còn có cho có xe đi, em lại có khách và bán trong năm các bác nhé. À, anh Mạnh Cường ơi, anh để lại số điện thoại cho em nhé. Cờ đuôi 2014 chắc phải chiều nay phải hơn 1 giờ mới về đến nhà. Anh cứ để lại số điện thoại ở đây cho em đi ạ. Em kết nối Zalo, em chụp ảnh tất tần tật máy số nội thất ngoại thất trong ngoài và quay một video chi tiết tầm 10 phút cho anh xem về chiếc cờ đuôi 2014 nhé. Màu trắng quốc dân, xe đang về nhé, trên đường về rồi. Innova tầm 220 triệu quay đầu em có nha anh Đức Trần ơi, giữ máy giúp em này, giữ máy giúp em. Accent 2019 một chủ sử dụng, la răng nguyên bản này, xin nhan trên gương này, em này thì không có độ đệ gì đâu. Bác nào thích nguyên bản sợ đăng ký đăng kiểm thì ok luôn đây. Giá ngày hôm nay là 389 triệu, rẻ hơn nhưng bác đừng lo là bị làm sao nhá, rẻ hơn đơn giản là em ăn ít đi. Để Tết này là em về quê sớm thu hồi vốn thôi. Các bác cần tết hãng em cho các bác tết hãng toàn quốc luôn, màn hình Android. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, có Hyundai Accent 2019 các bác nhé. 2019 số sàn, máy 1.4 zin đét toàn xe. Innova 220 triệu nào, ok. À, anh Đức Trần ơi, giữ máy 1 phút thôi. Trước khi quay Innova thì em sẽ quay một chiếc xe 7 chỗ ngồi giá rẻ không kém Innova đây. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Chevrolet. Chevrolet cờ Captiva với lớp sơn màu vàng cát đời 2010. Hiện tại thì đang mang biển kiểm soát 35 nhưng gốc của em nó là Hà Nội. Nên bác nào có về Hà Nội hay là về Sài Gòn vô tư gánh cho mình 20 triệu tiền biển này. Captiva đèn pha bi cầu xi nhan trên gương, một dàn lốp dày, phanh ABS chống bó cứng an toàn, dòng xe 7 chỗ ngồi gầm cao, giá học sinh sinh viên nhé. 238 triệu là các bác có thể sở hữu cho mình một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao máy xăng. Em này thì không phù hợp với chạy dịch vụ
Vì nếu như chạy dịch vụ thì chấm của em nó sẽ to hơn Innova, tức là ăn xăng nhiều hơn Innova. Nên là các bác cân đối nhá, em này hợp đi gia đình này, chở đồ, chở hàng, máy cực kỳ lướt luôn. Đã đi Captiva rồi là không muốn xuống những dòng xe khác đâu. Nhưng nói về mức tiêu hao nhiên liệu thì nó sẽ ăn nhiều hơn một chút nhá. 238 triệu đời 2010 có Captiva đây. Còn nếu như mà cân đối về chạy dịch vụ thì các bác có thể cân đối sang một là Xpander, hai là Innova các bác nhé. Các bác ơi đẩy view chia sẻ lên cho em nào. Anh Đức Trần, anh Mạnh Cường ơi, để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ cho anh nhé. À, Innova xem mà con này là còn con bao nhiêu, đời bao nhiêu đây. Innova với nước sơn màu vàng cát đời 2007 này. Ôi giời, chuẩn đẹp luôn. Innova đời 2007 225 triệu, ok chưa? Bao hồ sơ bớt thêm còn chưa đến giá đấy luôn. Có Innova bản G207 số sàn đây, 225 triệu lên cái màn hình to rồi. Cứ có màn hình là sướng rồi các bác ơi, có màn hình là phê rồi. Trần da 6D, ghế da cao cấp, 2007 số sàn bản G, 8 chỗ ngồi, có Innova. Ok, Giai Đức Trần đã để lại số điện thoại này. Em sẽ kết bạn Zalo và tư vấn cho anh về mẫu xe Innova. Nếu như anh đi gia đình thì anh có thể tham khảo thêm về Captiva, vì dòng xe đấy nó cũng rất là tốt luôn, đầm và chắc, to, khỏe. Còn nếu như đi dịch vụ thì anh cứ chốt Innova cho em. Còn tầm tài chính mình cao hơn thì mình chốt Xpander. Nhưng Xpander thì giá nó hơi cao so với cái tầm tài chính mình đang mong muốn, đúng không ạ? Innova 225 triệu đời 2007 đây. Một chút nữa em sẽ gửi hình ảnh cho anh nhé. Ok ạ. À, bác Công bảo rằng quay mấy con Vios em nhé. Ok anh Công nhé, giữ máy nào để em đưa mắt nhìn xem nào. Vios em Hương có nhiều lắm đây rồi. Vios vừa có sàn vừa có tự động này. À đấy, rất là nhiều dòng xe Vios nhá. Đây, một chiếc xe Toyota Vios đời 2017 biển 18 Nam Định, lên đèn pha bi cầu, form mới, máy trắng màu vàng cát đời 2017, 378 triệu. 378 triệu là có Toyota Vios đây. À, ok anh nhé, kết bạn Zalo cho em qua số hotline 0354602790. Em tư vấn cụ thể cho anh về chiếc xe Innova 225 triệu nhé. Cao hơn một chút thì có 215 418 triệu, cao hơn nữa có 216 509 triệu nhé. Còn đây em đang quay cho anh Giai Công một chiếc xe Vios đây. Vios biển 18 Nam Định, đèn pha bi cầu, tay lắm cửa, lẹp chân kính, ốp hết mạ chrome rồi. 4 bánh trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn. Xin nhan trên gương. Và xong rồi ạ. Và em đang chào bán với giá là 378 triệu ạ. Màn hình Android cảm ứng to như cái TV luôn. Nội thất bên trong hai màu là bản E đủ nhá. Nếu nhập đen xì là bản Nemo là bản thiếu các bác nhá. Trần da 6D, keo chỉ zin, máy số zin. 378 triệu cho đời 2017, giá cực kỳ hợp lý luôn. Có cho em Toyota Vios đây ạ. Còn một chiếc nữa cũng như này nhưng giữ máy nhá, em chưa nhìn thấy nó ở đâu. Còn chiếc tự động vừa rồi thì em có quay qua rồi. Và tiếp tục vào sâu bên trong đây nữa, còn một dàn xe đang cờ chờ các bác chiêm ngưỡng này. Một chiếc xe tập lái rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ cũng như là rẻ nhất bên em gái Lê Hương đây. Một chiếc xe Daihatsu Matiz SE đời 2006, số sàn máy 0.8, ăn xăng như là ngửi luôn, biển 20A. Em đang bán chiếc xe này với giá là 63 triệu cho chiếc xe Daihatsu Matiz số sàn, màn hình siêu to khổng lồ luôn, cũng có la răng đúc, lốp láp dày, 5 chỗ ngồi, số sàn tập lái, học lái, tránh mưa, tránh rét cho em. Đây các bác nhìn cái màn hình to gần bằng giá trị lửa cái xe rồi. Màn hình siêu to khổng lồ luôn nhá. 63 triệu vẫn còn lộc. 63 triệu đã là rẻ bèo nhèo lắm rồi, nhưng vẫn còn lộc cho các bác làm mâm cơm. Mua xe đạp, xe máy mình đều phải chọn ngày kén ngày, thì mua ô tô cũng vậy thôi. Để cho các bác nhà mình giá đẹp luôn nhá. 63 triệu còn bớt ạ. Chào anh Nguyễn Thái, anh Tuyến này, chào anh Nguyễn Vân này. Bên đây là một chiếc xe Kia Rio 2016 này. Kia Rio đời 2016, số tự động đẹp, nước sơn màu trắng này. 2016 nếu như thị trường nó phải là rơi vào hơn 400. Ngày hôm nay em để cho các bác nhà mình 398 triệu. 398 không, 390. 390 triệu có Kia Rio 2016, biển 61, máy số zin. Xin nhan trên gương, đèn halogen siêu sáng này, 290 triệu là giá ngày hôm nay nhé. Quay rõ cả màn hình, cả biển số là các bác có thể nhìn, chụp lại màn hình em tư vấn này.
Hơn thế nữa, em này còn được bác chủ lên cam 360, xin nhan trên gương, số tự động nhập hàn nguyên chiếc máy 1.4, 398 triệu. Ngày hôm nay để cho các bác 390 triệu. Thị trường là bao nhiêu? 415 triệu đấy các bác ạ. Bao test hãng toàn quốc, màn hình Android, vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh có nhớ ga, ghế da cao cấp trần nỉ zin. Em này còn giữ được nguyên hai chìa khóa khiển nhé. Còn nguyên hai chìa khóa khiển điện luôn. Giá là 390 triệu. Đấy, cắt xả luôn. Xeo sập sàn cho các bác luôn nhé. Đấy. Chào anh Dương Thủy này, chào anh Vũ Quang Tuấn, chào anh Quảng Tướng này. Bên cạnh dòng xe Innova Captiva thì em còn có một dòng xe nữa cũng đến từ thương hiệu Chevrolet đây. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Chevrolet mang tên Orlando. Orlando đời 2012, số sàn máy xăng. Em đang bán với giá là 320 triệu. Có cho em Chevrolet Orlando nhé. 320 triệu, số tự động đẹp màu đen biển Hải Phòng. 320 triệu có Chevrolet Orlando đây ạ. Các bác nhà mình ơi, đẩy view chia sẻ cho em nào. Bên cạnh Orlando là một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn. Fiat 2009 màu đen 4 chỗ, em không còn 2009 anh Nguyễn Văn Bình nhé. Em còn 2015, 2013. Mà những dòng xe Fiat nó sẽ là 5 chỗ anh nhé, không phải 4 chỗ đâu ạ. Tất cả những dòng xe bản sedan đấy sẽ là 5 chỗ ạ. Trừ khi biển van mới là 2 chỗ thôi. Fiat em còn 2013 và 2015 anh nhé, còn cao hơn nữa là 2018 ạ, 2017. Ở đây em còn về thêm Hyundai Accent, một chủ tư nhân, máy số zin, một chủ sử dụng từ đầu. Accent biển 61 với nước sơn màu trắng đẹp, đèn pha bi cầu, la răng đúc thể thao, một dàn lốp mít nhé, lốp mít Michelin là dày nhất cho các loại lốp rồi. 389 triệu, đăng ký đăng kiểm còn tới tháng 9/2023, đăng kiểm còn dài. À, lẹp chân kính, tay lắm cửa, ốp mạ chrome vì chắn mưa dán hết rồi. Accent màn hình Android, cam lùi, cam hành trình, ghế da cao cấp, cam lùi mà cảm biến va chạm đầy đủ cho em rồi. 389 triệu có Hyundai Accent 2019 nhá. Đấy, đời cao, giá rẻ các bác lại hãi. Nhiều khi để giá cho các bác nhà mình dễ giao lưu, các bác lại thấy rẻ hơn thị trường 15-20 triệu các bác lại hãi cơ. Bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhé. Fiat 2013 em đang có màu bạc, em đang bán là 275 triệu bản E nhé. 275 triệu có Fiat bản E màu bạc, số sàn, máy 1.5 ạ. Còn em này là đời 2019, số sàn, Accent, 389 triệu, bao hồ sơ và còn bớt thêm. Đừng thấy em nó rẻ mà các bác lo lắng nhé. Bao tiết hãng toàn quốc là bác yên tâm rồi, mang thọ thuyền đến đây. Đấy, giá đẹp để nhanh bay thôi các bác ơi. Đèn pha bi cầu, zin đét toàn xe, trần da 6D, ghế da cao cấp, lót thảm 3D rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình Android, gương kính cụp chỉnh, xi nhan trên gương đầy đủ cho em rồi. Và em này là một chủ sử dụng từ mới nhá, một chủ tư nhân sử dụng từ mới ạ, có Accent này. Bên cạnh Accent là một chiếc xe đến từ thương hiệu Ford, cũng là dòng xe Eco 5 chỗ gầm cao đây. Ford Eco Sport giá ngày hôm nay là giá lợn chết rồi. Eco Sport em đang bán là 415 triệu nhưng ngày hôm nay là 400 triệu có Eco Sport đi. Vẫn là đời 2015 bản Titanium cao cấp, giá cắt lỗ nhé. 400 triệu bao hồ sơ, đến xem xe trực tiếp vẫn còn bớt thêm Eco Sport cho các bác nhà mình. Có Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao này. Innova thì vừa rồi em có quay rồi đây. Innova đời 2007, xe đăng ký 8 chỗ ngồi với lốp sơn màu bạc, là màu vàng cát à. 275 triệu. À 225 triệu. 225 triệu có Innova. À, màn hình Android, vô lăng thiết kế 4 chấu trần da 6D. Một dòng xe các bác có thể cân đối tài chính để chạy dịch vụ nhá, rất là hợp lý luôn. Vì em này ăn ít xăng hơn những dòng xe 7 chỗ khác. Ăn ít xăng hơn những dòng xe 7 chỗ khác nên chính vì vậy em nó rất là thông dụng luôn. Dòng xe Toyota thì nó là lồi đồng cối đá rồi. Vấn đề mà hỏng vặt, hỏng ngang đường thì không bao giờ nó có luôn, rất là bền luôn, tĩ tã luôn. 7 chỗ ngồi, 8 chỗ ngồi 2.0 thoải mái cho em ạ. Bên đây thì còn có thêm một em Avante nhé. Hyundai Avante biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu lâu đẹp, biển 30A, xin nhan trên gương cửa sổ trời. Dòng xe dành riêng cho thị trường Việt Nam nhé. Avante số tự động em đang bán là 365 triệu cho đời 2013. Máy 1.6 số tự động nhé. Avante hiện tại em còn 2 chiếc, một chiếc màu lâu và một chiếc màu trắng nhé. Màu đen thì cũng cọc cho anh trai trên Hà Nội rồi.
cửa sổ trời, điều hòa auto, số tự động, ghế da cao cấp, có cho em Hyundai Avante đây. Dòng xe khá là đầm và chắc luôn. Máy của em nó cũng chỉ là 1.6 thôi ạ. Bên cạnh Avante thì em còn có thêm một chiếc cờ đuôi nữa đây. Cờ đuôi đời 2016, biển 36, máy 1.6 luôn. Nắm cái 6 quá ạ. Và em đang bán là 335 triệu. 335 triệu có cho em một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi form mới nhé. Màu trắng quốc dân, xi nhan trên gương, lốp láp dày, hai bánh trước trang bị phanh ABS chống bó cứng an toàn, dán hết phim cách nhiệt chống ồn rồi. Màn hình Android giải trí, gạt mưa tự động, điều hòa tự động, hai túi khí an toàn, ghế da cao cấp, phân khúc cỡ C mà vừa tiền thì em thấy không em nào vượt qua được cờ đuôi luôn. Đầm chắc lại còn đẹp các bác nhé, mà giá cũng hợp lý luôn. 335 triệu cờ đuôi 2016 đây. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn này. Đi sâu nữa và bên trong đây thì em còn có thêm một chiếc xe Camry. Các bác hay chơi ở Cẩm Ly đây. Cẩm Ly quốc tịch Mỹ này. Một chiếc xe Camry nhập Mỹ nguyên chiếc, biển 34 tư nhân Hải Dương. Một chủ sử dụng từ mới này, biển số dễ nhớ luôn, 6588. Đèn pha bi cầu đầy đủ rồi, nước sơn màu vàng cát. Camry bản cửa lóc số tự động 2.0. Em đang bán với giá ngày hôm nay là 350 triệu có Toyota Camry nhé. Camry nhập Mỹ nguyên chiếc, điều hòa auto, củ số rích rắc, ghế da cao cấp. Form dáng của Camry khá là dài và rộng nhé. Bác nào từng đi Camry rồi thì mới thấy được cái độ đẹp của nó. Còn đối với em Lê Hương thì nhìn Camry ít hay nhiều nó vẫn có một độ hơi già, hơi già. Nhưng mà đã từng đi Camry thì không muốn đổi xe luôn. Bác nào thanh niên thì nhìn Camry không máu đâu, vì nhìn form của nó hơi già nhưng em nó rất là dài rộng nhé. Nhưng bác nào trung niên hoặc là tính về tầm trung trung một chút, rất thích Camry luôn. Đầm chắc 2.0 nhưng mà mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải thôi ạ. 350 triệu có Toyota Camry ạ. Bên đây thì em còn có cả Innova 2010 nhé. Innova 2010 biển 98 Bắc Giang với nước sơn màu bạc, 275 triệu. Em này cũng là số sàn, máy 2.0. 275 triệu, 8 chỗ ngồi, có Innova 2010 cho em ạ. Ghế da đẹp, vô lăng thích hợp, túi khí đầy đủ rồi. Thiết kế 4 chấu có Innova nhé. 2010 là 275 triệu, bao hồ sơ và còn bớt thêm. Bên cạnh Innova 2010, số sàn form mới là một chiếc xe Innova 2016. 2016 form mới nhá. 2010 là form cũ hẳn rồi. Còn 2016 biển thủ đô này nó là form mới hẳn luôn. Màu xám ghi rất là đẹp luôn. Một dàn lốp mít dày, phanh ABS này, xi nhan trên gương. Innova form mới em đang chào bán với giá ngày hôm nay là 509 triệu. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh nhé. Đến đời 2016 form mới này mới lên được những cái option này. Còn 2015 form mới kia còn chưa lên đâu. Đây là số sàn 2016 nhé. Camry 2007 anh Giai Ngọc Anh Trần nhé. Ngọc An Trần nhé. Camry nhập Mỹ nguyên chiếc màu vàng cát là 2007, 350 triệu. Máy 2.0 có cửa sổ trời rồi. Và đây là Innova 2010 này. À cơ rồi, Innova 2016 này, gương kính cụp chỉnh, máy eco hỗ trợ trơn trượt. Em này là form mới hẳn của đời 2016 rồi. Và giá là 509 triệu cho chiếc xe Innova biển thủ đô Hà Nội form mới đét luôn. Bên đây còn có bán tải đây. Bán tải chi tông này, có chi tông, có quai chắc, có BT50 và có Forerunner giá rẻ này. Chi tông em đang bán với giá là 469 triệu đời 2016, máy 2.5. Một cầu, máy dầu, số tự động, có đề lổ thông minh, zin đét toàn xe, có bán tải chi tông biển thủ đô Hà Nội nhé. Em này là chiếc bán tải duy nhất em Hương có lên thùng cao. Bác nào ngại làm thùng, sợ tiếc thêm tiền mười mấy 20 triệu làm thùng, chốt em này đi, máy số zin, có chi tông gầm bán tải thùng cao nhé. Bên cạnh chi tông là một chiếc xe Xpander. Khi mà ra mắt thị trường thì làm những dòng xe 7 chỗ khác dừng luôn. Máy 1.5, tiết kiệm nhiên liệu, eco. Xpander không chỉ có form dáng đẹp này, rộng rãi này, nhiều option mà nhìn bên ngoài rất là sang luôn. Nếu như mà để cạnh tranh thì nếu như nhiều bác trẻ bây giờ thích Xpander hơn Innova. Vì cạnh tranh rất là ok luôn về ngoại hình nhé. Máy 1.5 eco tiết kiệm nhiên liệu, số sàn em đang bán với giá là 505 triệu. Đời 2019 có Xpander nhé.
màn hình Android trần nỉ zin trên trần cũng có điều hòa cho em rồi. Ghế da cao cấp zin đét từng con ốc luôn. Zin đét từng con ốc luôn. Xpander 2020 số sàn đối thủ lặng ký nhất trong dòng xe 7 chỗ ngồi. Chỉ sau Innova thôi. Chỉ sau Innova và không thể sau luôn, ngang ngửa với Innova luôn các bác ạ. Xpander 505 triệu có cho em ạ, 2020 nhé. Cờ đuôi 2017 ngày hôm nay cũng chỉ có 340 triệu thôi, cũng là form mới rồi. Máy số zin màu trắng đẹp biển 88, em đang bán với giá là 340 triệu có Chevrolet cờ đuôi. Và đang trên đường về thêm một chiếc cờ đuôi màu trắng các bác nhé, 2014 giá chỉ trên 2 đồng thôi. Ở đây thì còn có cả i30 đây, 4 chiếc xe i30 đang chờ bà con nhà mình đây. i30 biển 15 Hải Phòng, gương kính cụp chỉnh, có điều hòa auto, đèn pha cũng là tự động luôn. Pha bi cầu, có cửa sổ trời. i30 em đang bán với giá ngày hôm nay là 315 triệu bản CW, tức là bản full kịch nhé. CW 209 nhập Hàn nguyên chiếc i30, 315 triệu ạ. Accent 2019 là 389 triệu, zin đét toàn xe tư nhân một chủ này. Kia Rio 2016 em đang bán với giá là 398 triệu này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như báo giá rất là nhiều mẫu xe mới đang được chào bán bên em các bác nhé. Nhìn như bà già đau khổ luôn. Bác nào đang quan tâm mẫu xe nào có thể alo trực tiếp cho em qua số hotline 0354602790, em tư vấn hỗ trợ các bác nhé. Thời tiết thì đang dần một lạnh lên các bác ạ. Bác nào đó đang quan tâm mẫu xe nào alo trực tiếp cho em qua số hotline 0354602790 ạ. Có lẽ buổi báo giá trực tiếp của em Hương ngày hôm nay sẽ được dừng ở đây các bác nhé. Bác nào quan tâm thì cứ kết nối qua Zalo cho em hoặc đến trực tiếp với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Em Lê Hương sẽ tư vấn cho các bác nhà mình về những mẫu xe mà tầm tài chính mình có này và mục đích sử dụng của mình. Muốn đi gia đình hay là đi dịch vụ thì em sẽ tư vấn thật là thiện chí cho bác nhà mình nhé. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn lại. Cũng như là cảm ơn các bác nhà mình đã tham gia buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay của em ạ. Và cuối live em xin chúc khách hàng nhà mình có một kỳ nghỉ lễ an toàn nhé, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Và đang định dừng rồi thì lại nhìn thấy một em xe i10 về. Mà i10 các bác quan tâm rất là nhiều, nên em Hương sẽ quay lốt chiếc xe i10 này để các bác trước khi kết thúc live nhé. Chào bác Hoàng Hằng, chào bác Dương Bình. Buổi đầu live em có giới thiệu là có về thêm một chiếc xe Hyundai i10 2015. Số sàn xe gia đình thì xe đây giờ mới về đến đây nhé. i10 biển 36 đời 2015 bản đủ 1.0. Cảm biến va chạm phía sau, 4 mắt cảm biến va chạm này. Nước sơn màu bạc, keo chỉ zin tất cả, gương kính zin đét theo xe cho em. Bản đủ em đang bán là 258 triệu có Hyundai i10. i10 2015 bản đủ đây. Bác nào cần quan tâm về i10 em có i10 nhé. Rất là nhiều bác thích i10, form dáng nhỏ gọn xinh, tiết kiệm nhiên liệu, ăn ít xăng. Đấy, không mất mốt, không mất dáng này. Có Hyundai i10 2015 bản đủ số sàn. Bác nào quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em. Và bên em bây giờ đang sẵn là 188 đầu xe để phục vụ bà con nhà mình. Từ trong ra ngoài những mẫu xe vài chục triệu, hơn trăm triệu, 200 triệu em đều có này. Bán tải giá rẻ Ford Ranger cũng chỉ có 265 triệu. CD cũng chỉ có 320 triệu thôi. Cảm ơn các bác nhà mình đã dành chút thời gian quý báu để xem hết buổi báo giá trực tiếp của em nhé. Hẹn các bác nhà mình vào lúc 11:30 ngày mai. Em Hương sẽ lại lên sóng báo giá với trên 100 đầu xe với giá cắt lỗ thu hồi vốn nhé. Cảm ơn và xin chào ạ.